Hàng của Việt Nam mình đó là mình mới vừa được áp dụng cái ngân hàng thương mại từ những năm đầu năm 90 thôi đến bây giờ. Trước kia làm gì có ngân hàng, toàn là ngân hàng là quốc dân hay là ngân hàng nhà nước thôi. Từ khi có cái chính sách đổi mới mà kinh tế nhiều thành phần rồi, xong đó là những đầu năm 90 thì mới cho phép được những ngân hàng thương mại cổ phần mới ra. Thì như vậy là đối với Việt Nam mình, cái lịch sử của ngân hàng thương mại của mình nó mới còn non trẻ lắm, chỉ mới có 20 mấy năm thôi, trong khi hệ thống ngân hàng của các nước là hàng nghìn năm, ít nhất cũng hàng trăm năm. Vì vậy cho nên là chúng ta còn phải học rất là nhiều, nhưng mà chúng ta phải cố gắng học. Nhưng vừa rồi chúng ta chưa có học gì cả, chúng ta còn làm bậy rất là nhiều. Tự nhiên rồi sao mà cho ra thành 50 cái ngân hàng là cái gì ở đất nước này? Không có người nào thật sự có cái khả năng để mà làm giám đốc ngân hàng thì cũng bố trí làm giám đốc ngân hàng. Mình chưa biết lái xe taxi mà mình đã đòi lái xe Airbus để chở hành khách đi thì làm sao mà không có vấn đề mà không gặp nạn được. Các bạn cứ tưởng tượng đi. Vì vậy cho nên chúng ta chưa có học biết ngân hàng là cái gì mà đã ra làm giám đốc ngân hàng, rồi đã tổ chức cho mấy chục cái ngân hàng, rồi cuối cùng lại những ngân hàng được bằng nghĩa là giấy phép như vậy người ta làm gì? Ta quy động vốn từ nhân dân để làm gì? Ta cho với nhau vay. Thành ra không phải là ngân hàng của công chúng nữa, mà ngân hàng của một số người nào đó, một nhóm lợi ích nào lập ngân hàng ra chính mà để đi thu phú vốn rồi cho bạn bè bà con hồng họ của mình vậy. Cái đó là không phải ngân hàng. Mà thậm chí mà nghĩa là ngân hàng đi quy động vốn rồi để mà cho vay cũng chưa phải là ngân hàng. Nó mới là một cái tiệm cầm đồ cho vay thôi. Ở Việt Nam mình là muốn cho vay thì phải có tài sản thế chấp. Ở thế giới làm gì có chuyện đó. Anh tới anh vay tôi, phải trình bày coi thử dự án anh như thế nào, nó có khả thi hay không, nó có khả năng hoàn trả vốn hay không. Tôi không cần biết anh có bao nhiêu tiền ở trong túi, anh phải chứng minh cho tôi rằng cái dự án của anh nó phát triển tốt và anh có khả năng hoàn trả vốn, thì lúc đó tôi sẽ xem. Chứ không phải tới một cái ngày trước khi đặt cái dự án trên bàn thì hỏi anh có bao nhiêu tài sản thế chấp. Đâu phải ngân hàng, đó là tiệm cầm đồ. Vì vậy cho nên cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam chúng ta là một hệ thống cầm đồ mà hiện bây giờ nó đương bị là gặp nạn, tại vì những cái tiệm cầm đồ đó cho vay thế chấp mà không nghiên cứu tới cái rủi ro của dự án. Cho nên người ta đem thế chấp tới đà hạn thế chấp cho người ta vay thôi, ta làm gì? Đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản lung tung, cất lên những cái nhà nghĩa là thật sự là không có cái phân khúc của sản phẩm không có đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy cho nên hiện bây giờ hệ thống ngân hàng kẹt trong một cái vấn đề gọi là nợ xấu, nợ khó đòi. Theo báo cáo của chính phủ gọi là 3-4% của tổng dư nợ bây giờ là trên 3 triệu tỷ cho vay, mà cái nợ xấu là khoảng 3-4%. Nhưng đó không đúng, chưa chính xác. Cái nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam bây giờ đó là từ 10 đến 20% gì đấy. Tức là nghĩa là nó qua hơn cả cái vốn của hệ thống ngân hàng tự có. Nợ xấu của ngân hàng đã ăn mòn hết tất cả những cái vốn của hệ thống ngân hàng. Vì vậy bây giờ là cái hệ thống ngân hàng Việt Nam là hệ thống phá sản rồi. Nhưng mà chúng ta chưa giải quyết được, mà chính phủ không cho một ngân hàng nào phá sản cả, vì sợ là nó làm cho đổ bể cả hệ thống vân vân và vân vân. Thì hiện nay chúng ta đang có vấn đề rất là lớn đối với vấn đề hoạt động ngân hàng mà không có đúng chuẩn. Ở thế giới đã có gọi là Basel 1, Basel 2, Basel 3, những cái tiêu chuẩn về hoạt động ngân hàng chúng ta không có biết cái đó là cái gì cả. Khi hỏi Basel thì cái gì nữa? Basel cái gì? Không biết mà vẫn ra làm ngân hàng như thường, làm thế nào? Anh chưa học hết mà đã ra làm ngân hàng đã làm cái gì? Vì vậy cho nên đó, trở lại cái vấn đề anh nói đó, chúng ta cần phải học rất nhiều. Ngân hàng không phải là một tổ chức chỉ cho vay mà tổ chức rất là nhiều dịch vụ. Một ngân hàng quốc tế nó có hàng trăm cái dịch vụ khác nhau. Những cái đơn giản ví dụ như những các cái công ty lớn của Mỹ không khi nào mà nó ký xác nó trả tiền cho nhân công nè. Nó giao cho ngân hàng tới cuối tháng đó là anh phải làm cái dịch vụ là anh chuyển tiền vào trong các cái tài khoản của nhân viên của chúng tôi. Ví dụ như Walmart nó có 2 triệu tới 300 triệu nhân viên.
có khi nào mà nó ký sách nó trả cho người ta đâu. Bây giờ mà nó cho dịch vụ ngân hàng cuối tháng là ngân hàng có lo để mà là chuyển tiền trả cho nhân viên văn 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 nhiều thứ lắm. Cho nên là mình cái dịch vụ về ngân hàng á rất là nhiều mà chúng ta chưa có nặng được bao nhiêu, chúng ta sẽ học. Thế vậy là nghĩa là còn rất là nhiều. Và cái tầm cỡ của ngân hàng á, chúng ta có thể ngân hàng lớn nhất của Việt Nam bây giờ dù có quốc danh đi nữa đó thì cũng chưa tới 2 tỷ đô la tiền vốn tự có, tiền vốn điều lệ. Mà ngân hàng tư nhân lớn nhất của thế giới là 2-3 nghìn tỷ đô la, trong khi mình chưa có được 2 nghìn, trong khi người ta có 2-3 nghìn. Thì chúng ta phải rằng là chúng ta học để mà chúng ta vươn lên và làm sao mà tổ chức. Thì cái việc này là cái việc mà anh nói nhiều thứ lắm, từ vấn đề quản lý thông minh đấy, những cái dịch vụ của ngân hàng, quản lý điện tử, những cái thẻ này thẻ kia thẻ nọ, rất là nhiều việc chúng ta cần phải làm, mà từ từ chúng ta sẽ phải học và sẽ phải làm để mà đưa cái ngân hàng Việt Nam lên một cái tầm cỡ quốc gia của mình, để mà cạnh tranh với những ngân hàng nước ngoài nó đến đây, và lên một bước nữa là ngân hàng khu vực để mà có hoạt động ở trong khu vực. Thì cái việc mà chúng ta non trẻ mới có 20 mấy tuổi mà, thì so với lại nếu mà chúng ta so với lại một cái sinh viên đại học á, thì ngân hàng Việt Nam bây giờ khoảng chừng ở lớp 3, chưa tới lớp 5, lớp 4. Mới ở lớp 3 thôi thì chúng ta phải cạnh tranh với những anh mà nghĩa là sau đại học những anh tiến sĩ, thì chúng ta phải từ từ, chúng ta phải cố gắng để chúng ta học. Thì không có cái gì khác, phải học và phải nghĩa là áp dụng cho nghiêm túc thôi.